Hải Yến rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tuần này, Hải Yến xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chuyến hành trình khám phá vô cùng thú vị, cùng với hương vị ẩm thực độc đáo mà du khách nên thưởng thức khi đến với thành phố Đà Lạt. Và trước khi tìm hiểu những điều thú vị ấy, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin về văn hóa, thể thao, du lịch. Thành phố Đà Lạt đang tăng cường tuyên truyền quảng bá Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019 đến người dân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng chung tay hợp tác, tham gia các hoạt động thông qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với các tiêu chí xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, phường văn minh đô thị, thôn tổ dân phố gia đình văn hóa, vận động cộng đồng dân cư trong khu phố, các thôn xóm duy trì ra quân ngày chủ nhật xanh, cộng đồng không bỏ rác, không đổ rác ra đường, thực hiện văn minh đô thị, trật tự đô thị về xây dựng, đảm bảo cảnh quan đô thị, thực hiện an toàn giao thông trên địa bàn. Đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành có tiềm năng nhằm thu hút lượng du khách đến Đà Lạt trong dịp Festival Hoa. Thành phố Đà Lạt cũng khuyến khích các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tôn tạo cảnh quan, trồng thêm hoa, cây xanh, nâng cấp các công trình sẵn có, tạo sản phẩm mới phục vụ du khách. Đối với các trường học, triển khai trường không rác, lớp học không rác, con đường không rác, tham gia hội thi xanh sạch đẹp gắn với việc thực hiện cuộc vận động trường học đạt chuẩn văn hóa. Báo cáo ngành chức năng Lâm Đồng cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 5.285.000 lượt, đạt 74% kế hoạch, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 371.000 lượt, đạt 69,6% kế hoạch năm 2019, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Trong tổng số hơn 5 triệu lượt du khách đến Lâm Đồng, thì có đến 90% là đến với Đà Lạt. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế mới chỉ chiếm tỷ lệ 10%. Điều này cho thấy Đà Lạt đã tạo nên một điểm nhấn trong bản đồ du lịch Lâm Đồng với những dịch vụ du lịch phong phú. Tuy nhiên, bên cạnh sự hạn chế về giao thông như không có giao thông đường thủy, các đường bay quốc tế còn ít, thì các dịch vụ du lịch Đà Lạt Lâm Đồng chưa có điểm mới thực sự hấp dẫn, nhất là thiếu các khu điểm vui chơi về đêm. Đây là hạn chế mà du lịch Lâm Đồng cần khắc phục nhằm nâng cao tỷ lệ du khách nước ngoài cũng như không ngừng thu hút khách nội địa. Thưa quý vị, thành phố sương mù với nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn mà rất nhiều du khách hướng tới để trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Tại đây, ngày càng có nhiều loại hình du lịch được hình thành, du khách có nhiều lựa chọn khác nhau cho chuyến hành trình đến Đà Lạt. Cách trung tâm thành phố chừng 40 km, có một nơi được ví như thiên đường của thế giới động vật, luôn chờ đợi du khách đến để khám phá. Đó là đâu? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Khi có dịp đến với thành phố Ngàn Thông, chúng ta khó lòng bỏ qua một điểm đến hoàn toàn mới lạ, đó là Zoodoo Đà Lạt, một vườn thú có 102 ở Việt Nam, với những loài thú lạ đến từ nhiều nơi trên thế giới. Từ trung tâm thành phố Đà Lạt, theo hướng quốc lộ 20, chừng 35 km, ta đến với vườn thú Zoodoo. Khi đặt chân đến đây, chúng ta như lạc vào một thế giới khác, nơi mà con người được hòa mình vào thiên nhiên hoang dã. Trên diện tích rộng gần 16 hectare là những căn nhà nhỏ, được bao bọc bởi những hàng lưới, được dựng lên để phân chia nơi sinh sống cho từng loài thú khác nhau. Hiện với hơn 10 loài, với tổng cộng hơn 100 con thú được nuôi thành từng cụm như cừu đốm trắng, thỏ cụt tai, bọ lan, ngựa lùn, lạc đà alpaca, vẹt yến phụng, chuột túi, v.v. Cừu rồi lạc đà khỉ thì mình cũng thấy thường xuyên, nhưng mà để mà thân thiện với lại nó thì chỉ có Zoodoo này mới có. Các cháu ở đây cũng rất là vui là tự vì nó được cho cừu, cho khỉ đồ ăn đó, mà không có sợ bị nó cắn. Cừu lúc nào cũng bô quanh mình rất là vui, các cháu vui lắm.
Sở thú Judo Đà Lạt thu hút một số lượng lớn khách tham quan trong những năm gần đây. Ưu điểm của vườn thú này là mọi người có thể cho chúng ăn ngay trên tay mà không phải sợ bất cứ điều gì. Đây cũng là vườn thú cho ăn trực tiếp bằng tay đầu tiên ở Việt Nam. Có thể nói, sở thú Judo là địa điểm du lịch lý tưởng cho các gia đình và những em nhỏ. Nơi đây vừa là địa chỉ du lịch, vừa là nơi học tập trao dồi kiến thức, giúp các em mạnh dạn hơn, biết nhiều thứ ngoài đời sống hơn, tạo cho các em một không gian vui chơi giải trí, có thêm nhiều trải nghiệm thực tế. Em chưa thấy mấy con vật này, nó rất là dễ thương và ngộ nghĩnh. Cho nó ăn thì nó rất là thân thiện, nó không có cắn. Cảm thấy gần gũi với thiên nhiên. Lại là mình nghĩ là nên phát triển cái vườn thú này để cho các em bé tiếp xúc với tự nhiên. Rồi làm cho em bé nảy sinh cái tình yêu với thiên nhiên thì nó thật ra trong cái môi trường hiện giờ rất là hiếm có những cái vườn thú như vậy. Những con vật rất thân thiện nên mọi người có thể thoải mái vui chơi và tiếp xúc với nó, nhưng phải tuân thủ theo quy định mà sở thú đề ra, như không làm ồn, không chọc phá, rượt đuổi, để giữ cho các con thú ở đây luôn thân thiện và không sợ hãi con người. Đồng thời, mỗi ngày vườn thú này chỉ phục vụ một số lượng khách tham quan theo những tour cố định để thú được nghỉ ngơi và tránh hoảng loạn vì quá đông người. Khi tới vườn thú thì mọi người rất là ngạc nhiên vì Judo. Judo là cái vườn thú mình cho ăn trên tay. Dạ. Judo rất tự hào là vườn thú được cho ăn chân tay đầu tiên tại Việt Nam. Mục tiêu của Judo là hướng tới sự thân thiện giữa người với thú. Dạ, vì ở Việt Nam rất là thiếu cái sự gần gũi của trẻ em với lại thú cũng như người lớn. Ngoài việc trực tiếp tham quan trải nghiệm những phút giây thú vị cạnh các con vật đáng yêu, du khách còn có thể thưởng thức không gian bao la bát ngát khi hòa vào những khu rừng xanh ngát, những đồi thông được trải dài khắp các phía. Cùng với hoạt động tham quan, mục tiêu mà Judo hướng đến là tạo cảm giác thoải mái cho người xem, qua đó kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ động vật tự nhiên. Tin rằng đây sẽ là một địa điểm vui chơi thú vị, có phần làm phong phú đa dạng các loại hình du lịch dịch vụ trên địa bàn huyện Lạc Dương nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Thân Thanh xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trà sữa hiện nay là một thức uống phổ biến và được rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam yêu thích. Và ngay tại thành phố Đà Lạt chúng ta cũng không ngoại lệ. Trong những năm trở lại đây có rất nhiều những quán trà sữa với các thương hiệu khác nhau và quy mô lớn nhỏ khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các bạn trẻ cũng đã được mở ra ở trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Về thức uống này có gì đặc biệt? Trong chương trình ngày hôm nay các bạn hãy cùng Thân Thanh khám phá trà sữa các bạn nhé. Trà sữa homemade hay còn gọi là trà sữa nhà làm. Hiểu đơn giản là những ly trà sữa với nguyên liệu do chính tay người bán chế biến và từ những loại thực phẩm gần gũi với chúng ta. Thành phần không cần cầu kỳ như những quán trà sữa hay quảng cáo là nguyên liệu ngoại nhập, trà thường hàng. Mà đơn giản chỉ là những loại trà phổ biến quen thuộc được sản xuất trong nước như trà Cozy, trà Lipton, trà xanh. Tại xứ sở ngàn hoa, để thưởng thức hương vị trà sữa homemade an toàn và hấp dẫn, thì có một thương hiệu xuất xứ hoàn toàn từ Đà Lạt sẽ làm hài lòng mọi vị khách khó tin nhất. Nguyên liệu chính của trà sữa chính là trà, và điểm đặc biệt trong hương vị trà tại đây đó chính là việc sử dụng thương hiệu trà của chính mảnh đất Lâm Đồng như trà Cầu Đức, trà Bờ Lao, v.v. Tôi cảm thấy rất thích thú khi thưởng thức trà sữa ở đây, vì trà của nó rất khác so với những loại tôi từng uống trước đó. Trà sữa ở đây có rất nhiều loại topping khác nhau, và nó không giống như trà sữa tôi từng uống ở Mỹ. Nếu những thương hiệu trà sữa nổi tiếng chỉ có một vài loại topping ăn kèm đơn giản như trân châu, sương sáo, thạch trái cây, thì đến với trà sữa homemade King FT, bạn sẽ ngất ngây với danh sách dài đầy đủ loại trân châu, thạch cherry, topping cực kỳ đa dạng. Cùng với đó là những đồ uống cực kỳ phong phú với hơn 50 loại nước uống
được chia thành nhiều loại như trà sữa truyền thống, trà sữa tươi, trà sữa kem phô mai, trà thảo mộc, trà trái cây, vân vân. Trà sữa ở đây cũng gây nghiện bởi vô số thể loại trân châu, thạch ăn kèm, sẽ khiến bạn phân vân không biết nên chọn loại topping nào. Cũng vì vậy, đây là một trong những địa chỉ trà sữa được nhiều bạn trẻ yêu thích, chính nhờ hương vị độc đáo của nó. Ở đây cái trà sữa nó khác với những quán khác, thì là cái vị trà thảo mộc á, nó nghe cái mùi trà đậm trà hơn, với lại là giá nó cũng vừa với túi tiền của sinh viên hơn, là nó chỉ từ tầm giá là từ 25.000 đổ xuống thì mình có thể mua được một ly trà sữa, dạ, khác với những quán khác. Với quan điểm mang lại những sản phẩm an toàn cho sức khỏe, King FT luôn chú trọng lựa chọn các nguyên liệu tự nhiên, đồng thời mang lại hương vị khác biệt cho từng loại đồ uống. Các loại nguyên liệu này được pha chế tự nhiên và riêng biệt. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được vị ngọt nhẹ, thanh mát của những nguyên liệu thiên nhiên, không ngọt gắt như những loại thức uống chứa đường hóa học khác. Đà Lạt, Lâm Đồng của mình là một cái nơi rất nổi tiếng về vùng trà và cà phê. Thì lúc đó khi mà mình bắt đầu mình làm thì mình nghĩ là tại sao mình không sử dụng những cái sản phẩm địa phương để mình làm ra những cái hương vị đặc biệt. Thực sự ra trà Đà Lạt của mình rất là ngon, thậm chí là mình còn xuất khẩu qua những nước khác nữa, mà tại sao mình phải nhập những cái sản phẩm từ Đài Loan hay Trung Quốc về để mà làm, trong khi là cái chất lượng của mình vượt trội hơn họ. Thì từ đó mình mới làm những cái vị trà từ những cái vùng, ví dụ như trà Ô Long thì mình sẽ lấy từ Cầu Đất, cái trà xanh thì mình sẽ lấy ở vùng Bảo Lộc hoặc Di Linh. Thì nó sẽ, tại vì mỗi vùng trà nó sẽ cho ra chất lượng trà khác nhau, thì nên đó chính là một phần gọi là cái cốt lõi quan trọng nhất của trà. Sau đó thì mình sẽ kết hợp thêm những cái hương vị khác để mà ra một cái vị trà mà nó độc đáo nhất, mà mình thấy là phù hợp với người sử dụng. Ngoài thức uống là trà sữa thì ở King FT còn bổ sung thêm một menu với những loại bánh mì ăn kèm cực kỳ đa dạng, như bánh mì pate gan vịt sốt kem, cà xé lá chanh, chả cá phồng, cá trích sốt cà, vân vân. Nhờ công thức pha chế trà sữa độc đáo với nguyên liệu thiên nhiên đảm bảo độ an toàn, nên đến nay King FT vẫn luôn rất nổi tiếng, không chỉ với người dân Đà Lạt mà còn đối với du khách nước ngoài mỗi khi đến với thành phố ngàn hoa. Các bạn thân mến, giờ đây thì Hương Thành đã biết lý do tại sao có rất nhiều thực khách lựa chọn trà sữa ở đây, bởi vì nó mang đậm vị trà của Lâm Đồng và cũng là một cách để quảng bá hình ảnh cũng như là nông sản của địa phương đến với tất cả mọi người. Quý vị thân mến, những ly trà sữa mang hương vị thơm ngon của trà Lâm Đồng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau để cùng Hải Yến cập nhật những thông tin du lịch thú vị và hấp dẫn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.